Trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh COVID-19 thì vừa qua Đà Nẵng đã điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm tầm soát và đến nay, các quận huyện đã cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu 30% hộ gia đình cũng như các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để từ đó bóc tách kịp thời F0 cũng như đánh giá nguy cơ dịch trên địa bàn. Bắt đầu triển khai lấy mẫu từ ngày 7 tháng 11, hiện nay các quận huyện đã đạt khoảng 90% kế hoạch lấy mẫu với hơn 91.000 lượt người. Các quận Thanh Khê và Cẩm Lệ đã vượt hơn 100% kế hoạch. Trong khi đó, quận Sơn Trà cũng đã đạt đến 95% với hơn 14.000 người đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Tình hình dịch bệnh nó đang ngày càng phức tạp, đặc biệt là trong cái cộng đồng là hiện nay là cái số lượng F0 là nó càng ngày càng tăng. Cho nên là mình cảm thấy là địa phương, đặc biệt là phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà là tầm soát được cái tình hình dịch bệnh rất là tốt. Khi mà nhận được cái kế hoạch đó của từ ủy ban mà coi như là triển khai thì về tổ dân phố để tiến hành là in giấy mời và coi như là gửi đi từng nhà và gửi cho coi như là tặng tay cho các hộ dân. Trong đó đặc biệt là lưu ý các cái hộ mà coi như là kinh doanh buôn bán nhà hàng thức ăn và những cái hộ mà coi như là có cái người mà có coi như là tiếp xúc nhiều có nguy cơ là coi như là nhiễm COVID. Với tiêu chí lựa chọn là đối tượng có nguy cơ cao, thường xuyên di chuyển, tiếp xúc nhiều và các trường hợp làm việc ở nhà hàng, quán ăn. Đợt xét nghiệm này đã phát huy hiệu quả khi đã bóc tách được F0 để cách ly điều trị kịp thời. Tổng cộng đã có 12 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, bao gồm 2 ca tại quận Liên Chiểu và 10 ca tại quận Sơn Trà. Chúng tôi đã lấy mẫu 30% hộ gia đình ở các khu dân cư đông đúc, nơi buôn bán và các cái chợ thì đã phát hiện thêm một số ca. Thì việc này chúng tôi đã tiến hành khoanh vùng ngay những cái khu này, không để lây lan ra cho xã hội và tiến hành truy vết ngay. Thực tế những ngày qua cho thấy nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng vẫn ở mức cao. Bởi ngoài các ca phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, thì hàng ngày vẫn ghi nhận các trường hợp về từ vùng có dịch cũng như các trường hợp có triệu chứng, tự đến cơ sở y tế để xét nghiệm thì phát hiện nhiễm COVID-19. Trước diễn biến phức tạp mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch từ cơ sở, phải tập trung khoanh vùng, truy vết để nhanh chóng chặn đà lây nhiễm.